Hey, xin chào các bạn. Thời gian gần đây thì rất nhiều bạn đã inbox và có hỏi mình là làm thế nào để có thể học được miễn phí tại Suntech Việt Nam. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể tham gia các khóa học miễn phí tại Suntech Việt Nam. Và cụ thể là những khóa học này mình đang up nó lên trên website của Suntech rồi. Các bạn có thể vào trong trang chủ của Suntech là suntech.edu.vn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tạm thời thì chúng ta sẽ có một vài khóa như là khóa về sử dụng biến ở trong CSS toàn tập, sử dụng công cụ Lagom thay cho công cụ SAM, hay là một cái khóa cũng khá hot gần trong thời gian gần đây, đó chính là dựng giao diện từ Photoshop sang HTML CSS. Thì cái khóa này nó sẽ giúp cho các bạn dựng một cái giao diện từ file Photoshop và chuyển nó sang CSS, và từ đó các bạn có thể chạy cái giao diện đó cho desktop và cho mobile. Thì khá nhiều bạn hỏi với mình là làm sao để có thể đăng ký học. Thì nhiều bạn vào đây thì nhìn như thế này, rõ ràng là mình đã ghi là miễn phí ở đây rồi, mà vẫn rất nhiều bạn hỏi là khóa này có phí hay không và làm thế nào học được. Đây thì ở mỗi cái phần khóa học này thì nó sẽ có một cái link là vào học ở đây. Thì cụ thể là khi mà vào học, các bạn có thể nhìn thấy cái phần icon là cái này nó đang hiển thị là có thể xem được. Đây, được chưa các bạn? Thì các bạn click vào đây thì nó cũng đã hỏi luôn là bạn đã có tài khoản hay chưa. Nếu có thì bạn phải đăng nhập, hoặc nếu chưa có thì bạn phải đăng ký. Đó, thì sau khi đăng ký xong, giả sử mình đăng nhập ở đây bằng một cái account như thế này. Đó, được chưa các bạn? Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập nó vào. Đó, thì ngay sau khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có toàn bộ cái nội dung ở đây như thế này. Được chưa? Chúng ta có toàn bộ cái nội dung ở đây như thế này. Thì thậm chí là có những bạn đã vào học rồi thì các bạn lại không biết lấy cái file resource của khóa này ở đâu để các bạn thực hành nó ở trên máy. Thì mình cũng ghi khá là rõ ở trong phần giới thiệu nội dung của khóa học này. Đây, để lấy file ảnh về thực hành dưới máy, các bạn tải ở đây. Đó, và các bạn sau khi tải này thì nó sẽ link về và nó giúp cho các bạn tải về. Đây, nó rất rõ ràng như thế này. Nhưng vẫn khá nhiều bạn đang chưa làm được việc này, nên là mình phải làm video này để giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn thấy là ở đây các bạn vào này, các bạn thấy có link vào học này, hoặc là các bạn có thể click vào đây để vào học luôn. Đó, thì khi vào học thì các bạn sẽ nhìn thấy video nó sẽ như thế này và các bạn bắt đầu học. Được chưa các bạn? Và ở mỗi phần bài học này thì các bạn thấy là chúng ta cũng nhìn thấy ngay cái dòng đó là để lấy file thực hành thì các bạn hãy tải nó về máy thông qua cái link ở đây. Đó, nó rất rõ ràng như thế này. Đó, ở khóa học này bên mình vẫn đang hoàn thiện một số tính năng liên quan đến việc học bài. Đó chính là phần bình luận để mọi người có thể thảo luận. Đó, và sau này ở đây nó sẽ có những cái video liên quan đến cái nội dung của cái khóa này. Ngoài những cái nội dung học chính thì nó sẽ có những cái video liên quan. Ví dụ như các bạn đang học PHP thì nó sẽ có những cái video liên quan đến PHP hoặc là MySQL liên quan đến phần backend đấy. Hoặc những bạn mà học frontend thì nó sẽ có những video liên quan đến frontend. Đó, được chưa? Thì video này hy vọng là các bạn hiểu hơn về cách để có thể đăng ký một tài khoản và tham gia học tại Suntech. Đó, thì hiện tại mình đang up dần các khóa còn lại lên rồi. Và trong thời gian tới các bạn vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy rất rất nhiều các khóa học hoàn toàn miễn phí cho các bạn học ở trên kênh của Suntech các bạn nhé. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của Suntech để đón nhận những cái video mới nhất từ team Suntech. Rồi, ok. Hy vọng là các bạn sẽ làm được những gì mình vừa chia sẻ. Chào các bạn.